Dạ, xin mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Lời nói đầu tiên, Út Mai Vàng Tịnh Biên xin kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị đam mê mai vàng trên một miền đất nước luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Và hôm nay là ngày 25 tây tháng 3 năm 2024. Em có đem về được 4 phô mai vàng và 2 phô mai tứ quý. Rất muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em ạ. Dạ chào cô chú và anh chị. Vậy mà cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị đã nhiệt tình ủng hộ em clip hôm qua, rất là mau lẹ, rất nhiệt tình. Dạ, hy vọng clip này 4-6 cái này kính mong quý cô chú và anh chị nhiệt tình ủng hộ cho em được suôn sẻ nha, mau lẹ. Địa chỉ tòa lạc đây mà tại thị xã Tịnh Biên, cách chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên 500m cô chú anh chị. Số điện thoại em là 0919 755 533, em tên Út nha. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của em ạ. Dạ, Facebook của em là Bonsai Tịnh Biên. Cô chú anh chị gõ lên Bonsai Tịnh Biên là có cái trang cá nhân của em nha. Dạ, hôm gài trên Facebook cũng có một cái nick giả dạng Bonsai Tịnh Biên của em cô chú anh chị, để lừa đảo lừa cọc tiền của cô chú anh chị ạ. Em cũng thông báo lên các hội nhóm từ Nam ra Bắc cô chú anh chị. Facebook của em là Bonsai Tịnh Biên, là trong Facebook là có số điện thoại nè, có số Zalo nè, có kênh YouTube của em ạ, có số tài khoản của em chính chủ luôn ạ. Còn Facebook giả mạo của chú chị, nó không có số điện thoại nha, cũng không có kênh YouTube luôn. Dạ. Đó. Cô chú chị lưu ý nha. Đó, em có đưa lên đây cho chú chị xem cho nó tường tận ạ. Thì không gà nhiều, anh em bị lừa cọc nhiều lắm của chú chị. Cây em đăng lên bán 250 triệu mà tụi nó đăng lên lấy hình ảnh từ YouTube của em á, về nó cắt video rồi nó cắt hình ảnh ra, nó đăng lên lừa đảo của chú anh chị, nó bán có 10 triệu à. Đó, mà cô chú anh chị để ý nha, cái bài đăng của nó không bao giờ mà cho anh em tương tác à, không cho bình luận à. Bài đăng của nó là không có số điện thoại nha, nó cũng tạo cái Facebook giả là Bonsai Tịnh Biên luôn, nó cũng lấy ảnh đại diện của bên gia đình em luôn ạ, ảnh của người mẫu luôn ạ, y chang luôn, chỉ có khác là không có số điện thoại của chú anh chị, không số điện thoại nha. Với bài đăng của nó là không có cho khó, không có cho bình luận à, không có cho tương tác luôn à. Anh em sáng suốt lưu ý cẩn thận dùm nha. Em cũng thông báo lên đây luôn à. Không gà em cũng thông báo tất cả lên các hội nhóm rồi. Trên đời này không có gì mà rẻ mà thơm mà ngon hết chứ chú chị. Cái gì cũng có giá của nó nha. Nó cây 250 triệu, cây 1 mét hoành. Em bán 250 triệu, nó đăng lên nó bán có 10 triệu à. Đó, cô chú anh chị cẩn thận nha. Đó, 10 triệu chưa đủ chi phí công cán bứng của anh em của tụi em à. Cái gì cũng có cái giá của nó chứ cô chú anh chị. Thì rồi, không để mất thời gian của cô chú anh chị, em vào cây số 1 đầu tiên luôn ạ. À. Cây số 1 đầu tiên là cây mai vàng trực lắc của chú anh chị, cốt cành chi cổ nha. Cây rất đẹp ạ. À. Cô chú anh chị ví dụ muốn có chốt cây á, thì cô chú anh chị kêu nó quay cây trực tiếp nha. Ví dụ cô chú anh chị muốn chốt cây với em thì cô chú anh chị kêu ok. À, quay cái cây em quay thử em. Đó, quay cây trực tiếp cho tôi xem mới được tôi chốt nha. Đó, chứ đừng có xin video gì hết trơn á. Đôi lúc nó lên YouTube nó cắt video rất là tinh vi à. Rất là tinh vi luôn. Đó, bên đây logo của em là Út Mai Vàng Tịnh Biên, bên đây là số điện thoại, nó cắt khoảng giữa được chú anh chị, nó cắt khoảng giữa nha. Nó lấy video đô luôn. Đó, gọi nó chèn cái Facebook của em là Bonsai Tịnh Biên luôn, y chang luôn. Đó, cô chú anh chị thì nhớ cái số điện thoại em. Số điện thoại em lúc nào cũng có số Zalo hết trơn. Điện thoại số điện thoại em cũng là mở máy 24/24 của chú anh chị, 24/24 nha. Cô chú anh chị lưu ý ạ. À. Cái người bán chính chủ thì cô chú không chịu mua đâu. Cô chú anh chị ham rẻ, nó ham rẻ bị lừa cọc. Đó, rồi quay lại đi kiếm em. Có nhiều anh em khách hàng quen thuộc của em đó. Đó, biết số điện thoại em lúc nào cũng điện cho em hoặc kết bạn Zalo á. Đó. Cây này em bao của chú chị là bông giảo nha. Bông 7-9-12 cánh à, bông rất đẹp nha. Cốt cành là chi cổ luôn. Hết trước cái bệ của chú anh chị. Cây ngoài cái bệ đế rất đẹp nha. Cây này cây nằm mô, thần mô của chú anh chị. Em bao của chú anh chị là cây mạnh khỏe luôn nha. Cốt lắc quá đẹp. Cốt cành là chi cổ luôn. Cốt cành hết sức, cốt cành em bấu giữa cốt cành em. Hai tay nè. Hả? Hai tay chưa giáp của chú chị, chưa giáp nha. Rồi em tiến hành em cho cái thông số em ơi. Bữa nay em lên đây nói hơi nhiều cho chút xíu, cô chú chị thông cảm em nha. Em cảnh báo tất cả cô chú chị từ Nam ra Bắc luôn ạ. Vị trí này là 87
nằm trên cổ ghẻ là 89 hoành nữa chú anh chị. Em đo hoành chuẩn luôn nha. Xích lên. Rồi. Vị trí này là 75. 75 hoành. Nói chung cái dây đế nổi dách chữ A của chú anh chị. Nhưng thêm một cái củ đế nè. Nó hơi khó đo nha. Đó. Em bây giờ em thò đo thêm thông số sát đây luôn. Em nhỏ nhất rồi. Sát chi số 1 luôn nha. Cho chú chị tham khảo nha. Vị trí này là 59. 59 hoành là eo nhỏ nhất của chú chị. Có cạnh số 1 đây. Cúc chi số 1 là 34 mà. Rồi em đo chi này luôn đi. Cho chú chị em khảo luôn đi. Chi này là 28. 28 mà. Phải chiều cao lên với đường kính bầu lên mà. Chiều cao là 1m05. Chiều cao 1m05 mà. Đường kính bầu là 1m. Đường kính bầu 1m. Nồi đế là tương đương là 301, 302 của chú anh chị. Đế chàng ra tới mặt bầu, dây bầu luôn nha. Cái này khi chồng của chú anh chị chồng tới đây thôi. Mình chơi cái cũ là đủ tiền của chú anh chị. Cây ngoài em bao của chú anh chị là sạch sẽ nha. Cây không bọng không bể à. Em để thủng xuống cho của chú anh chị so sánh nha. Cây ngoài rất là to, rất là khủng của chú anh chị. Ở của chú anh chị so sánh nó sụn nước suối nha. Cây rất là khủng luôn. Em mời mới cũ đế à. Hết sức là cũ rồi. Sát vô đây luôn nè. Đúng rồi. Cây ngoài rất đẹp của chú anh chị. Không đẹp không lấy tiền của chú anh chị nha. Cây chỉ có mấy mặt cắt cốc cành nào chú anh chị. Không đáng kể nha. Cái này nó chổi trong tiền đó chú anh chị. Em cắt nha. Đó, có mặt thẹo này hơi to một tí nè. Đó, khoảng 3 ngón tay em nha. Hơn 3 ngón tay em à. Ngoài ra là cây không bọng không bể nha chú anh chị. Cây sạch sẽ luôn nha. Hôm nay em đăng giá công khai của chú anh chị. Vậy rồi cây mai vàng giật lắc mã số 1 đầu tiên em xin bằng phép giao lưu cùng chú chị giá 165 triệu ạ. Em bao ship cho chú chị là 300 cây số nha. Cái này ship xa em phải đóng khung sắt thôi chú anh chị. Vậy rồi xin mời quý của chú chị bước vào cây mã số 2 em xin mời ạ. Dạ rồi tiếp tục vào cây mã số 2. Vậy cái mã số 2 là cây mai xù lùng lực bút măng của chú anh chị. Hết sức lùng luôn. Cốt cành là giót ngọn đó chú anh chị. Xù 100% nha. Cái này cũng cây nằm bồn của chú anh chị. Cốt cành là to lực nha. Cây rất đẹp luôn. Xù 100% luôn. Xù không còn chỗ để xù luôn. Hai cái bách đế nở dách chữ A của chú anh chị. Cây rất đẹp nha. Mặt nào cũng như mặt đó chú anh chị. Rồi em cho xin một số mà. Cây ngoài rất đẹp chú anh chị. Đúng cây lùng lực bút măng nha. Chiều cao là 42. Dạ chiều cao 42 ạ. Đường kính bầu là 65. Đường kính bầu 65. Cây này dây đế nở dách chứ em đo 2-3 thông số cho chú về tham khảo nha. Vị trí này là 64. Đây, vị trí thứ nhất 64 hoành ạ. Nhẹ lên chút xíu đi. Vị trí này là 60. Đây, em đo hoành chuẩn là 60 ạ. Sát chi 1 luôn em. Sát chi 1 luôn. Đúng rồi. Đầu tuốt chi mộng đi. Này là đây. 54. Tuốt trên chi một cũng còn 54 hoành của chú anh chị. Cây ra ngoài rất là nâng cây nha. Cúc chi này là 22. Cúc chi số 1 là 22 ạ. Chi số 2 luôn em. Cúc chi này 20. Cái ngọn em ơi. Ngọn là 22. Cái ngọn 22 ạ. Cây rất đẹp với chú anh chị. Xù mà vàng cháy nha. Xù mà không còn chỗ để xù luôn. Mấy cái này là cái sẹo vết thẹo thời gian của chú anh chị. Người ta nuôi cũng xử lý keo rồi nha. Nó liền gần hết của chú anh chị. Chú anh chị yên tâm nha. Cây bao của chú anh chị là không bọng không bể nha. Cổ cành to lực. Chi 1, chi 2, chi phong có đầy đủ chú của chú anh chị. Cây chỉ có mặt cắt này của chú anh chị. Nó chổi vô mặt nha. Nó hơn 2 ngón tay của chú anh chị. 2 ngón tay nha. Cây ngoài rất đẹp luôn. Hàng đáng cho cô chú anh chị sưu tầm ạ. Em ôm cái mai nha. Ở ngoài đẹp lắm chú anh chị. Rồi, ôm sát luôn em.
cây ngoài rất nên cây chú anh chị rất khủng nha. Như rồi cây mai xù lùng lực bức măng mã số 2, em xin mong phép giao lưu cùng với chú anh chị giá 45 triệu ạ. Em bao ship cho chú anh chị toàn quốc luôn nha. Như rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 3, em xin mời ạ. Vậy rồi tiếp tục vào cây mã số 3. Vậy cây mã số 3 là cây mai xù chực lắc chi cổ của chú anh chị, cây rất đẹp nha. Hàng này hàng tiễn của chú anh chị, hàng thi đóng luôn nha. Cấu cành quá đẹp luôn, cấu cành chi quay nhạo không chú anh chị. Cây này mặt bông bao chú anh chị nha, em có thấy hình mặt bông ạ? Bông 5, 7, 9, bông rất đẹp chú anh chị. Hàng này hàng tiễn bên vườn em nha. Ở cô chú anh chị thấy mẫu cây này không biết nhà vườn hổng gậy cũng tung gai rất là nhiều nha chú anh chị. Nhưng mà bên em là em mua lựa nha, em mua lựa rất kỹ lắm chú anh chị. Thân thủ cốt cành nè, em lựa dữ lắm nha. Đó cô chú anh chị nhìn xù nè, xù cứng cây luôn nha. Đây, xù mà lên nu cục của chú anh chị, cốt cành là chi cổ luôn nha. Để quá đẹp luôn, hàng đáng cho cô chú anh chị sưu tầm nha. Cây ngoài phê lắm các chú anh chị, em nhìn em chịu không nổi luôn. Rồi em cho xin năm số em ơi. Cao là 62. Dạ chiều cao 62 ạ. 62 rồi để là tương đương 189 chú anh chị. Được kính bầu. Được kính bầu là 70. Được kính bầu 70 ạ. Nãy em đo chiều cao 62 phải không? 62. Quanh thân là 54. Quanh 54 ạ. Cây rất đẹp chú anh chị. Cúc chi số 1 là 22. Cúc chi số 1 22 ạ. Đế sổ xuống 25. Đế sổ xuống 25. Cây sạch sẽ không thèo dít cô chú anh chị. Cúc cành số 1 nữa chú anh chị nhìn nè. Đó, rất là to nha. Cái đuôi à, đuôi gì sẵn như lò xo vậy đó. Cây rất đẹp, cây chuẩn đẹp chú anh chị. Để chặn để chịu được có hết trơn của chú anh chị. Đó, mặt ức mặt hầu có hết trơn nha. Cây này chú anh chị nhìn ngoài rất là tê à. Cây này nói chung mình chơi được hai mặt tiền của chú anh chị. Đó, mặt này rất là đẹp luôn nha. Bên vườn em bán là chuyên sưu tầm những cây mai đẹp của chú anh chị. Cây phải lọt vô mắt em nha. Quá đẹp của chú anh chị ơi. Cốc cành sữa nhạo 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 nè, nhìn chịu nổi luôn chú anh chị. Bầu chú là trong hình chỉ có 6-7 thôi nha, ở ngoài đẹp tới 10 à, không đẹp em không lấy tiền của chú anh chị luôn ạ. Vậy rồi cây mai xù mã số 3, em xin mang phép giao lưu cùng chú anh chị giá 42 triệu ạ. Em bao ship cho cô chú anh chị là toàn quốc luôn nha. Vậy rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 4 ạ, em xin mời ạ. Vậy rồi tiếp tục vào cây mã số 4 ạ. Vậy cây mã số 4 là cây mai vàng dáng quái thú của chú anh chị. Cây này cây thần chậu nha, cây của anh em là chơi tết rồi đó, em mua lại của chú anh chị, em rút cốt cành lại nha. Cây này chủ nhà nó ghép dảo của chú anh chị, ghép dảo lai nha, bông 7, 9, 12 cánh nè. Cây này ghép cũng già mùa của chú anh chị, nguyên con thú nha. Rồi em xem vòng nha, giá mềm sinh viên cho chú anh chị về mình chơi nha. Cây có một cái đuôi rất dễ thương ạ. Cái này có một mặt cắt nó hơi lớn rồi chú anh chị đó, bao chú anh chị là không mộng nha. Đó, bằng ba ngón tay em chú anh chị, ba ngón tay nha. Ngoài ra là cây sạch sẽ của chú anh chị, cho độc chủ nó lắc rất là đẹp chú anh chị. Cái này về của chú anh chị vô chậu là mình chơi thôi nha, không cần chỉnh sửa chú anh chị. Rồi em cho tôi xin thông số em. Chiều cao 70 ạ. Đường kính bầu 60. Đo giữa chân bụng, cái bụng này. Đo vị trí này là 37. 37 hoành ạ, à. Em đo vị trí thứ hai mình đi. Em đo vị trí cái cổ là cũng 37. Cái cổ 37 luôn, em đo tổng cái này luôn em. Tổng thú là 65.
đậu hú 65, em đâu có giờ trước nó nhiều em. Chân trước là 20. Chân trước là 20 rồi. Thú nằm dài tới. À. Thú nằm dài là 35. Thú nằm dài 35 à. Rồi, em xem một vòng nè. Ở đây người ta cũng ghép một cái chi của chú anh chị. Nó mà nó không có dính nha. Đó, em cắt bỏ luôn của chú anh chị, cắt bỏ luôn nha. Về cô chú anh chị để nó ra tự nhiên nha, mà chơi ghim luôn đi. Mấy cái này chọc là ghép chơi nha. Nguyên thú luôn, cây quá đẹp luôn. Cái này về chú anh chị dùm vô chậu mình chơi với chú anh chị, bông mai bông vô chú anh chị nha. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 4 em xin mạn phép giao lưu cùng với chú anh chị và giá 7.500.000, em bao ship cho cô chú anh chị 300 cây số nha. Rồi, xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 5 ạ. À. Em xin mời ạ. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 5 ạ. À. Cây mã số 5 là cây mai tứ quý của chú anh chị. Đế lết nha. Cốt cành là đóng tứ diện luôn. Cây tứ quý mà đế rất đẹp chú anh chị. Nguyên cái vàng chân nè, chân đế nè, lết nè. Đó, cốt cành là giót ngọn nha. Cái này về cô chú anh chị về mình ghép mình như ý luôn. Cây không thẹo dít của chú chị, không thẹo dít nha. Cây mày này em mới đem về luôn, cây cũng nằm trong hộc của chú chị, để đặt khệt trong luôn nha. Đó. Nằm trong hộc xi măng của chú chị, cây gió ngọn luôn. Giá rẻ cho cô chú chị về mình ghép chơi nha. Cây có nguyên cộng rễ rất là to, nó nằm dài nè, giống nguyên thú lết vậy. Rồi em cho xin thông số này. Chiều cao 70. Chiều cao 70 à. Đường kính bầu là 72. Đường kính bầu 72. Hoành thân là 45. Hoành 45 à. Cái ngọn nha. Cái ngọn còn 17. Cái ngọn còn 17. Cốt cạnh to lực hả chú anh chị. Cổ tay em nha. Cốt cạnh cỡ 19-20 à. Cái dàn chân đế quá đẹp chú anh chị. Hai bát đế nở nè, đồ sát dưới đây chỉ cỡ khoảng 50 rồi chú chị. Dạ rồi, cây mai tứ quý mã số 5 em xin mạn phép giao lưu cùng với chú chị giá 8.500.000 ạ. À. Em bao ship cho cô chú chị toàn quốc thôi nha. Dạ rồi, xin mời quý cô chú chị bước vào cây mã số 6 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 6 ạ. À. Dạ, cây mã số 6 là cây mai tứ quý của chú anh chị, đế lưu nha. Cây bọc cốt thẳng trọt luôn chú anh chị. Cốt cành là đóng quá đẹp luôn. Cốt cành đóng cái dạng xương nè, như sắp vậy đó. Quá khứ cái nồi đế rồi. Cái này hồi xưa cũng nằm trên mô trong lưu vậy nè của chú anh chị. Nồi đế đặt kẹo cứng ngắt luôn nha. Một cốt giót ngọn luôn. Cái này của chú anh chị về mình ghép là như ý luôn nha. Quá đẹp chú anh chị ơi. Mặt nào cũng như mặt đó nha. Đế nở nè. Chú anh chị nhìn nè. Quá hết sức là đồ đế rồi. Đế nào lấy cho bá lửa luôn chú anh chị. Em để bấu cái tay vô em. Đó, chú anh chị hình dung nha. Để bắp của chú anh chị, để bắp không nha. Cây sạch sẽ không thèo dít chú chị. Một cốt thẳng trọt luôn như nhau chú chị. À, em cho anh xin nữa thông số em. Đường kính bầu là 85. Đường kính bầu 85. 85 nhân cho 3, nồi đế là 250 của chú chị. Hoành thân là 48. Hoành 48 ạ. Thoát thân là 25. Thoát thân 25. Em đo thêm một thông số này cho cô chú chị tham khảo đi. Tút trên chi với một nha. À. 38 rồi chú anh chị. Cúc chi này là 19. Cúc chi số 1 19 à. Để sổ xuống nha.
để sổ xuống 22 ạ. À. Để ngoài khủng khiếp chú anh chị. Chiều cao 1m4 ạ. À. Cây chuẩn đẹp đó. Em ôm cái nồi đế cho chú anh chị nha. Hết sức cái nồi đế của chú anh chị ơi. Tứ quý rồi đế đẹp à. Cốt cành lực nè. Cốt cành là đóng không thiếu nha. Cốt cành là đóng tứ diện luôn chú anh chị. Đế này là tròn luôn nha. Không lép đế chú anh chị. Để nào đế đi bóc không nha chú anh chị. Hết sức rồi. Quá khứ nào đế rồi. Để ngoài khủng luôn chú chị, khủng khiếp luôn. Dạ rồi, cây mai tứ quý mã số 6. Em xin mang phép giao lưu cùng với chú chị. Giá 28 triệu, em bao ship cho cô chú chị là 300 cây số nha. Dạ rồi, cây mai tứ quý mã số 6 cũng là cây cua clip à. Dạ, cua clip em xin chúc toàn thể cô chú anh chị xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Cô chú anh chị đi ngang qua thấy chưa đăng ký kênh thì nhớ nhắn cho em xin một đăng ký kênh chú cô chú anh chị. Nhớ bật chuông thông báo nha để đón xem những video mới nhất của em ạ. À. Vậy rồi em xin chào quý cô chú anh chị, hẹn quý cô chú anh chị clip sau ạ. À. Em xin chào ạ. À.